Có lẽ ellipsis? Là một cái khái niệm mới đối với rất nhiều người. The spelling của ellipsis đó là E -L, L I P S I S, ellipsis. Và khi chúng ta đánh cái từ ellipsis vào trong từ tiếng Anh Cambridge thì chúng ta sẽ thấy người ta định nghĩa cái từ khóa này là a situation in which words are left out of the sentence, but the sentence can still be understood. Call. Có những cái từ tương đối dư thừa, chúng ta có thể loại bỏ đi và cái câu vẫn có thể hiểu được, vẫn đúng ngữ pháp. Trong khi viết lách chúng ta có thể viết những câu văn có cấu trúc đặc biệt, không có đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, chủ ngữ vị ngữ như bình thường, tuy nhiên câu này vẫn đúng và còn có thể hay hơn do tránh được những thành phần lặp đi lặp lại không cần thiết. Ví dụ như là thay vì viết đầy đủ Mary has two children and Mike has three children thì chúng ta có thể viết ngắn lại thành Mary has two children and Mike has three. Câu sau thì nó vẫn đúng và còn hay hơn như tránh được cái thành phần lập đi lập lại không cần thiết đó là children. Người ta có thể hiểu được là ok Mary có hai người con và Mike thì có ba người con. Và vậy chúng ta có thể lượt bỏ đi cái thành phần lập đi lập lại đó là children. Nhưng người ta gọi cách viết như vậy đó là elliptical construction. Hay nãy giờ chúng ta nhắc đến một cái từ khóa đó là ellipsis. Nôm na là những phần mà người đọc đoán được thì chúng ta có thể bỏ đi. Trong y văn thì những cấu trúc cần elliptical construction hay là ellipsis không hề hiếm. Đặc biệt là trong những trường hợp mà chúng ta cần phải mô tả kết quả của nhiều nhóm nghiên cứu khác nhau trong văn phòng nghiên cứu. The positive control show an increase of 14%, phải. the negative control show an increase of 3%, phải. and the experimental group show an increase of 16%. Chấm. Câu chân có vẻ nặng nề và dài dòng do có quá nhiều cái cụm show an increase of để rút gọn câu trên một cách hay ho hơn chúng ta có thể sử dụng chiếc kéo thần kỳ elliptical construction và chúng ta biến đổi nó thành câu sau the positive control show an increase of 14% chấm phẩy the negative control phẩy 3% chấm phẩy and the experimental group phải. 16% chấm chúng ta có thể thấy rằng ba vế song song được phân cách nhờ hai dấu chấm phẩy và sau đó thì dấu phẩy cũng được thêm vào vị trí của thành phần bị khuyết để tạo nên một câu đúng văn phạm với một câu khác đơn giản hơn. The positive control showed an increase of 14% phải, and the negative control showed an increase of 3%. Chấm. Chúng ta có thể sửa lại thành The positive control showed an increase of 14%. Chấm phải, the negative control phải 3%. Chấm. Chúng ta lại thấy dấu chấm phẩy và dấu phẩy được sử dụng tương tự như ở ví dụ ban đầu. Tuy nhiên không phải trường hợp nào chúng ta cũng cần biến đổi y như vậy. Ví dụ như là câu The positive control grew by 4 cm and the negative control grew by 1 cm. Có thể sửa thành the positive control grew by 4 cm and the negative control by 1 cm. Nếu thành phần bị lượt mất nằm ở cuối câu thì chúng ta không nhất thiết phải thêm dấu câu.